Xin chào các bác nhé. Hôm nay tôi lại chia sẻ với các bác cách buộc thẻo buộc thắt nút. Thì cách buộc này sử dụng cái mani số 9 như này. Đây là một cách buộc rất là đơn giản, chắc chắn và rất là đẹp. Tại sao tôi nói như vậy? Thì các bác nhìn xem, sau khi buộc thì cái mối nối nó rất là gọn, đẹp như này. Và cách buộc thì rất là đơn giản, một chút là xong. Và ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng xong ấy thì cái việc tháo ra nó cũng rất đơn giản. Đấy. Chúng ta đây, ta tháo cái mani ra, chúng ta chỉ bỏ này ra thôi, bỏ cái dây ra. Đấy. Chúng ta chỉ cần tuốt nhẹ này, đấy là nó bung ra lại như ban đầu. Đấy. Thì hiện nay thì có rất nhiều cách buộc khác nhau, nhưng để tìm một cách buộc đơn giản, đẹp, thẩm mỹ và quan trọng nữa là chắc chắn, không bị nổ ở cái điểm điểm nối giữa mani và cái thẻo này, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác một cách buộc mới. Đấy. Thì đây là cái thẻo sau khi chúng ta đã buộc hai lưỡi nhá. Đây là cái dây thẻo này. Bây giờ chúng ta sẽ gập cái thẻo lại, gập lại thẻo này để giữ khoảng cách giữa hai lưỡi như bình thường, từ 3 đến 4 cm. Ta gập đôi như này nhá, gập đôi như này, chúng ta sẽ vòng lên đây. Đấy. Không vòng thắt nút sang mà ta thì đè lên như này thôi nha, đè lên dây như này. Đấy. Sau đó các bác lấy ngón tay trỏ này luồn vào đây, quay một vòng, hai vòng, sau đó chập lại với cái vòng nhỏ này. Đấy. Chập hai vòng vào nhau, sau đó lấy cái mani bác móc cả hai vòng với nhau. Đấy. Chúng ta sẽ kéo từ từ như này. Đấy, chúng ta kéo từ từ như này để nó xít vào này là được. Thì với cách này chúng ta có thể dùng cả thẻo carbon dù, nhưng mà chúng ta nên sử dụng cái thẻo 2.0 đổ lại thôi. To quá thì nó móc vào cái man ý này, nó sẽ khó vào. Đấy, sau khi là chặt, kéo chặt như này xong, kéo rất chặt thì nó sẽ chụp cái man ý lại. Với cách buộc này các bác nhìn xem, nó rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Đấy. Và cái cách này nó cũng rất là chắc chắn. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ xong với các bác cách buộc thẻo thắt nút sử dụng cái mani số 9. Nếu các bác thấy thích những cái video của tôi thì hãy bình luận những ý kiến đóng góp, like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất nhé. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo.